Đó, được gọi là bây con giờ tôm, được gọi là tầm con bây giờ tôm, được gọi tầm là bây con giờ tôm, được gọi tầm là bây con giờ tôm. Nhưng con tôm nhỏ lại không được gọi là con tôm. Vâng, con tôm là nhỏ bây giờ là nó có tép con này. Cổng chỗ em con tôm nhỏ vẫn là con tôm. Đây rõ ràng ý chú là con tôm nhỏ, con tép là con tôm nhỏ đúng không? Em không bảo con tép là con tôm nhỏ. Con tôm nhỏ là con tôm. To hay nhỏ đều là con tôm hết. Thế thế chú vậy hôm sau nhá, chú cho anh nhìn con tép của chú. À, xem nó có phải con tôm không nhá. Em gửi anh làm sao nhưng nhá. Nó nhỏ thật. Con tép nó được thêm một cái. Thế nào vậy? Thế này hiểu nổi hào luôn. Ồ, ông làm sao rồi? Thôi ông bớt quay đi. Con tép không phải là con tôm. Nhưng nó là loài tôm, nó không phải con tôm. Thế loài người con người khác nhau hay giống nhau? Khác nhau. Đó. Ý hào nhá, là con tôm hùm nhá. Loài chó khác với con tôm ở ao. Nhưng con tôm hùm vẫn được gọi là con tôm. Vẫn loại loài tôm. Ok. Ok. Thế chung này, có được gọi là con người không? Cái đấy nó lại không theo hoàn toàn, hiểu không? Chưa chắc. Cái đấy nó lại không theo hoàn toàn. Con chó với loài chó. Hết rồi.